18 tháng 7 năm 2015, một trong những mod pack hay nhất lịch sử Minecraft đã được ra đời, CrazyCraft 3.0. Và nó đã thêm vào rất nhiều quái vật trong thế giới này mà các bạn cần phải tiêu diệt để có thể chế tạo được những bộ giáp hay những vũ khí mà các bạn sẽ không bao giờ thấy được ở trong phiên bản bình thường. Chẳng hạn như cây kiếm có 750 sức mạnh này là một cây kiếm mạnh nhất ở trong CrazyCraft. Không chỉ thế, CrazyCraft 3.0 còn cho tới tận 21 con quái vật mà các bạn cần phải tiêu diệt để hoàn thành nó, từ những con quái vật nhỏ cho đến những con quái vật khổng lồ. Và mạnh nhất là con quái vật với 30.000 máu. Vậy liệu từ lần cuối cùng là 8 năm trước mình có thể chơi lại được CrazyCraft vào tuần đấy năm hay không? Lần cuối mình chơi 7 năm trước, trận chiến cuối cùng CrazyCraft 3.0 tập 44. 7 năm rồi sao? Chúng ta bắt đầu với cái này. Yo, chúng ta đã quay trở lại. Oh yeah. Oh my god, vừa vào xuất hiện ở chân làng luôn rồi sao? Hả? Ở đâu có Blacksmith không ta? Oh, lên thấy cùng một con bò. Một con bò. Oh, bạn gái. Dạ. Cây hoa anh đào, cây hoa anh đào. Chúng ta có thể đào cây hoa anh đào đầu tiên cho Minecraft. Let's go. Lấy hết cái đống này đó, cái đống này. Yeah. Ở trong series này có thể mình sẽ không sử dụng được hai cái tay. Ồ khoan, mình vẫn sử dụng được hai cái tay này. Ê. Và chúng ta có 21 con quái vật khổng lồ đang chờ đợi chúng ta. Cùng nhau chiến thắng tụi nó nào. Và như các bạn đã thấy, chúng ta sẽ làm series ở trên kênh này. Nhưng mà bây giờ mình không thể nào làm 40 tập cho một cái series được nữa. Chúng ta có thể làm 4 tập series này. Ok, 7 năm rồi. Và lần này nó sẽ là rất nghiêm túc. Rồi, bây giờ cái quái gì đây? Ok, mình hơi lạ với mấy cái đồ đấy. Tại sao mình làm cái rìu nhỉ? Chúng ta sẽ làm hai cây kiếm. Ok, làm thế nào nhỉ? Làm thế nào đây? Oh yeah. Đây rồi, đây rồi. Bây giờ thì làm một cái cướp. Đâu rồi, đâu rồi. Con bò chúng ta đâu? Đây rồi. Con bò đây, con bò đây. Con bò đây, con bò đây. Làm hai cây kiếm đi đánh nó nào, đi đánh nó nào. Chúng ta sẽ có một con bò rớt ra được. Táo vàng enchant. Yes. Những thứ trong đây rất là điên rồ các bạn ạ. Một con bò có thể rớt ra được táo vàng enchant luôn. Và không phải một con bò, chúng ta có 5 con. Ồ, tuyệt vời. Đưa đồ ăn đây, đưa đồ ăn đây. Ta không cần chính của tụi bay. Yo. Xong 7 quả táo vàng enchant, 7 quả táo vàng thường. Trời ơi, nó phải gọi là đỉnh. Khi mà không cầm kiếm thì hai cái kiếm nằm ở hai bên luôn này. Chiến thật, chiến thật. Bây giờ thì mình sẽ vào trong nhân làng để chúng ta có thể coi mình có được đồ hay không. Ok, và bây giờ mình sẽ cần tập trung vào việc tiêu diệt những con quái vật đầu tiên. Ở đây có cái gì không? Ít nhất ở đây cũng phải có một tí đồ cho mình. Oh my god, ui, một con chùm đầu tiên. Con mantis. Let's go, let's go. Chúng ta hạ gục con chùm đầu tiên ở ngay bây giờ luôn các bạn ạ. Bởi vì nó sẽ cho mình Mastic Claw. Ok, với 10 sức mạnh tấn công, nó hơn hẳn một cái kiếm của mình tận 5 sức mạnh lận. Và với cái móng vuốt này, chúng ta có thể chế tạo ra được đồ mới. Ok, bây giờ mình sẽ bấm Mastic Claw. Cho bạn nào chưa biết, mình có thể chế tạo ra được cái thân kiếm của một cái kiếm lớn. Chúng ta có một cái kiếm có 500 sức mạnh tấn công. Vậy nên là đây sẽ là một món. Tướng với 21 con boss thì nó sẽ là 21 những cái nguyên liệu để chế tạo cái kiếm này đó các bạn. Khoan, nó rơi ra cho mình Titanium Nugget. Với cái Titanium này, chúng ta sẽ làm được Titanium Ingot. Và từ đó, chúng ta sẽ chế tạo ra được một cái kiếm với 40 sức mạnh tấn công. Và những cái món đồ khác, kiểu một cái cúp, một cái sản siêu xịn, một cái cung đó. Nó có rất là nhiều thứ để có thể chế tạo được. Oh yeah, chúng ta có hai cây. Ê, một cây để chế tạo, một cây để sử dụng. Tuyệt vời rồi. Wow, Lucky Block. Rương. Chúng ta có thêm táo vàng enchant và hai cái lucky block nữa. Ôi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui, cái gì đấy? Mình thấy con gì qua đây nhỉ? Con ớt. Mình ghét ớt. Bye bye. Đúng rồi. Quay. Cách nào nhỉ? Bằng cách nào nhỉ? Mình nhớ là đây rồi. Chúng ta có thể biến hình và bay được. Yes. Tuyệt vời. Ôi, thế thì quá là ảo rồi. Terry này sẽ vui lắm đây. Và bởi vì mình đã có được một cái khả năng bay lượn rất là sớm, vậy nên mình đã nhanh chóng đi tìm những cái nơi ở khác. Chúng ta tìm được cái dân làng bình thường. Nó không nằm trong cái khu vực kia. Và để xem ở chỗ này nó có cái đồ gì đó xịn hay không. Chúng ta tìm thấy được một tên tội phạm. Mình không muốn đụng vào mấy thằng tội phạm. Và lúc này, dân làng không đánh nó. Mấy thằng tội phạm đánh mạnh lắm nha. Ê, đánh thằng kia mà.
Mình làm việc tốt, mình đánh tội phạm nhưng mình bị hội đồng lại. Hay quá nha. Oh yes, thêm Lucky Block. Lý do tại sao mà mình đập Lucky Block rất là nhiều là bởi vì Lucky Block sẽ cho các bạn những cái món đồ ngẫu nhiên. Và may mắn thay, nếu mà mình đập được đồ ngon, nó sẽ cho mình một cái vũ khí gì đó liên quan tới Ultimate, càng sớm càng tốt. Trời ạ, TNT. Ok, cũng được. Asian Dry Pig. Mấy cái này là mấy cái để nung ra xong rồi ra được mấy con bò cho táo anh cha anh này. Ok, không tệ, không tệ. Cái này là cái gì? Dry Chumbi Bug. Con này cũng cần. Cái này sẽ ra được cái trứng và mình sẽ cần mảnh của nó. Ok, lượm thôi, lượm thôi. Còn con này là... Water Dragon. Water Dragon là mình cũng sẽ cần. Đây rồi, một cái miếng da của nó. Ok, chưa gì mình đã tìm được 2 trên 21 con chùm rồi. Yes, cảm ơn. Vậy chúng ta có đủ 5 viên kim cương rồi. Ok, mình nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với Amethyst. Bởi vì Amethyst sẽ cho mình bộ giáp khá là ngon đấy. Và nhanh chóng sau khi mình đã tìm được những cái con boss mà mình cần phải đánh, mình bắt đầu đi xuống hang để có thể tìm thêm giáp. Ok, đây sẽ là cái chỗ base của mình. Chúng ta làm thêm một cái cấp. Một long spawn. Ok, cái team dày. Còn cái này còn lại không cần thiết. Ok. Ôi ôi, con skeleton 110 máu. Ảo rồi. Nè. Quá gì đây? Bro, 145 máu. Ui dồi. Just xin. Ôi dồi ôi. Ok, mình không muốn đụng tụi skeleton đấm ha. Cái này dùng để làm gì hết? Peace. Ôi, đừng để chế tạo ra trái tim. Ok. Đây là một con chùm. Caterpillar. Yep. Chúng ta cần cái này của nó. 450 máu. Ôi không. Không đánh được. Nó mạnh lắm. Và bởi vì con quái vật đó rất là mạnh nên mình đã nghĩ ra một cách khác mà mình không cần phải đánh nhưng vẫn có thể tiêu diệt được nó. Ok, mình nghĩ ra một cách chúng ta có thể sử dụng hết cái đống hoa hồng này. Yeah. Ok, như các bạn thấy, chúng ta đã có 2 người bạn gái. Và bây giờ mình sẽ đưa bạn gái của mình một cái miếng đó. Đây. 3 người. Ok, 3 người đưa luôn. Bây giờ mình sẽ thêm người nữa. What the hell? Mình đâu có cần đánh nhau. Rồi xong. Ok, ít nhất là mình, các bạn thấy được là tác dụng của nó rồi đấy. Chúng ta sẽ sử dụng 3 người bạn gái này, sau đó qua chỗ con quái vật đằng kia để đánh nó, biến thành con mũi khổng lồ rồi dắt bạn gái của mình qua bên đây. Đi nào. Qua đây không? Dịch chuyển qua đây. Đúng rồi. Nó còn đây không? Đó, mất tiêu nữa rồi. Xui thế. Ui, con Ender Reaper này. Ok, con này không có liên quan gì hết. Một con khác. Mình tìm được quán rồi. Ok, mình sẽ cần đến nó. Con Mota đây nè. Quăng giày vào người nó. Con này chỉ có thể quăng được quả cầu lửa thôi. Mình có thể có cơ hội đến nó đó. Đừng để cho nó dính mình vào nổ là được. Ok. Và sau khi mình đánh được con Mota này, mình đã có được da của nó. Đây rồi, Moscow. Mình làm được giáp từ cái này. Que quy lửa luôn, ngon. 21 mảnh. Mình nghĩ là chúng ta sẽ làm một bộ giáp. Thử xem coi. Bảo vệ con lửa 3, bảo vệ con nổ 3. Và bởi vì mình đã đánh được một con chùm mới, thế nên mình đã chế tạo ra một bộ giáp làm từ da của nó. Và bộ giáp này mình khẳng định rằng sẽ mạnh hơn những bộ giáp được làm từ khoáng sản. Mình nghĩ mình đã có một bộ giáp mạnh, nhưng mà vũ khí thì không. Chúng ta vẫn sẽ cần cái vũ khí. The Ultimate vẫn sẽ là cái xịn nhất. Đây, hai cái này là hai cái khó tìm nhất đây. Cái chúng ta có thể đào sắt ở đây. Sắt có thể dùng để chế tạo ra được cái đe, bởi vì bây giờ bộ giáp mình cũng rất là ngon rồi. Thêm nữa là một cái món mà mình cần phải đào ở trong hang, đó chính là cái này, đá đỏ. Chúng ta cần rất nhiều đá đỏ các bạn biết không. Mục tiêu ở đây là không chỉ đào titanium với cả cái uranium mà chúng ta còn phải đào được cả đá đỏ nữa. Kim cương. Poor iron. What the heck? Tại sao lại có cái chúng ta bị lừa rồi. Nó không phải kim cương. Vậy nó là một cái quặng troll. Đây là mình để ý chứ, chúng ta mới ở tầng 42 thôi mà. Whipping Angel. Mình ghét nó. Con Whipping Angel này lắm. Nó sẽ dịch chuyển mình đi đến chỗ khác. Cho lên xíu. Con skeleton kia cút ngựa ra coi. Yes, ok. Chúng ta đánh được mấy con này rồi. Ủa, con này có di chuyển không? Ôi, đâu ra hai con này ấy? Ủa, nhập vào. Ok, hết rồi. Tuyệt vời. Còn cái này là cái quặng gì đây ta? Titanium, yes. Cảm ơn. Titanium, yeah. Titanium, yes. Ủa khoan,
không phải cái titanium này. Trời ạ, titanium của mình tìm là cái màu khác cơ. Đây là tác hại của việc có một đống mod ở trong một thế giới á các bạn. Một cái xô nước, một cái cúp kim cương. Mình nghĩ đây sẽ là amethyst. Yes, đúng rồi. Vậy thì nó đồng nghĩa với việc là chúng ta có thể sử dụng nó và làm cái kiếm. Ok, 15 sức mạnh tấn công, mạnh hơn cái móng vuốt này rất là nhiều. Khoan, chúng ta có thể chế tạo thử giáp xem nào. Mình muốn thử xem cái bộ giáp từ amethyst. Khoan, chúng ta có thể sử dụng nó là một cái cúp. Cái cúp bằng amethyst xem ngon hơn rất là nhiều. Có cái cúp kim cương. Ok, bỏ cái cúp kim cương luôn. Oh yeah, nó đào siêu nhanh luôn các bạn ạ. Nó đào quá nhanh luôn. Đây rồi, đá đỏ. Ồ, cái gì đấy? Red Diamond. Red Diamond. Một bộ giáp được làm từ kim cương đỏ. Ok, Wakanda map. Phải để có thể đến Wakanda. Mình quên mất là còn khá là nhiều những siêu anh hùng ở trong thế giới Crazy Craft nữa. Đây rồi. Đây chắc chắn là cái quặng mình cần. Uranium. Yes, đây là uranium đây nè. Còn cái này là Sapphire. Nó làm được những cái bộ giáp siêu anh hùng các bạn ạ. Cái này cũng khá là hay. Nhưng mà có thêm uranium đây nè. Khoan, mình thật sự bây giờ sẽ cần tính toán một xíu đấy. Mình nghĩ là nếu nung nó sẽ ra cái titanium nước kiện này. Vậy thì chúng ta cần 18 cái titanium và uranium thì mới có thể chế tạo được một cái kiếm. Nhưng mà mình nghĩ mình sẽ chế tạo cái cung trước. Theo trí nhớ của mình thì cái cung là một cái thứ gì đó rất là xịn. Ui, phát hồn. Oh my god, skeleton cầm cung quăng nổ. Thế giới này nhiều thứ ảo quá. Ruby. Ruby còn mạnh hơn cái amethyst nữa thì phải. 20 sức mạnh tấn công luôn nè. Trời ơi, vậy là có nghĩa cái cúp nó còn nhào nhanh hơn cái này nữa. Đây còn nó không còn tôi. Và sau đó mình vẫn tiếp tục đào và lấy được rất nhiều khoáng sản từ cái hang này. Cảm giác rất là quen thuộc như hồi 7 năm trước mình mới chơi Crazy Craft 3.0 vậy. Ok, đây là những gì mình đã có. Chúng ta có 2 titanium, 13 uranium. Ok, một đống khoáng sản khác mà chúng ta có thể sử dụng được. Chúng ta đã có 2 món trên 21 cái rồi các bạn ạ. Và đây là kết thúc tập 1 của chúng ta. Hy vọng cái series này sẽ được 5.000 like. Nếu chúng ta để được 5.000 like, mình sẽ ra tập 2 các bạn xem. Bởi vì mình biết chắc các bạn sẽ thích nó. Như mình nói, mục tiêu chúng ta là tiêu diệt 21 con boss mạnh nhất trong Crazy Craft. Mình nghĩ là sau tập này mình đã có hứng để có thể tìm cách để có được titanium với uranium rồi đấy. Mình nghĩ là nếu mình đào được một cái block như thế này sẽ rất là nhiều. Mình hy vọng mình sẽ tìm được cách để có thể làm được nó. Ok, các bạn thích video này để lại video một like cộng một đăng ký. Và ngoài ra, nếu bạn muốn xem những cái series mà mình làm thì mình đề xuất các bạn xem một cái video mình đã làm cách để mình có thể tìm được cái vũ khí mạnh nhất cho Minecraft 1.21 sẽ như thế nào. Mình sẽ giới thiệu các bạn từ tập 1 trước, vậy nên các bạn ấn vào video trên màn hình ngay bây giờ để qua đó xem tập 1. Con rằng sau là con chùm vô. Hãy bỏ lỡ con đó. Ok, nó đang rất gần nhà của mình. Ok, tao thấy rất là đánh nó. Bây giờ mình sẽ dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.